Chúng ta đã xong kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 này. Và đương nhiên là có người thắng, người thua. Thì bắt đầu chúng ta cũng sẽ có một số những cái nhận định về việc là tại sao bên mình thắng, rồi tại sao bên kia thua. Đúng không? Bên họ thì cũng có tự nhìn lại coi tại sao mà họ thua. Thì bây giờ có một cái bài viết cũng khá dài đến từ Politico. Mà trong bài cô muốn được chia sẻ với quý vị về việc họ phân tích tại sao bà Kamala lại thua trước Tổng thống Trump theo cái nhìn của họ. Và khi quý vị đọc nghe cái bài viết này, quý vị sẽ cảm thấy có cái gì đó nó quen quen và chúng ta đã nghe ở đâu rồi. Nếu quý vị đoán được là cảm ơn quý vị lắm luôn. Xin mời quý vị tới với bài viết của Politico với tựa đề Tại sao bà Kamala thất cử. Và có một chú thích đã ngay lập tức đổ thừa cho ông Biden. Đó chính là tại sao cái sự mong manh dễ vỡ của ông Biden đã dẫn tới việc là thua toàn tập cho bà Kamala. Bài viết có nội dung: trong chặng nước rút cuối cùng của kỳ bầu cử, đội của bà Kamala, theo sự khăng khăng của bãi, các phụ tá và đồng minh cho biết đã bắt đầu phát đi những bình luận gây tranh cãi nhất về Tổng thống Trump trên các màn hình lớn tại các buổi rally, thể hiện bằng kỹ thuật số những lời lẽ họ cho rằng là dối trá, kỳ thị và đôi khi là bạo lực của ông Trump. Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những rủi ro từ cuộc bầu cử, và dường như điều đó chẳng giúp ích gì cho bà. Kết quả thật tàn khốc đối với Kamala, đảng Dân Chủ thua sạch trên khắp bản đồ. Bà Kamala đã kế thừa một chiến dịch từ ông Joe Biden vào mùa hè, dường như lúc đó là đang đi xuống, vì ông Biden không được ưa và không có khả năng truyền tải thông điệp. Và sau khi đảng Dân Chủ loại ông Biden, bà nhanh chóng củng cố cái đảng đang hấp hối, tập hợp phụ nữ truyền cảm hứng cho những người sáng tạo nội dung trên TikTok và Instagram bằng những hình chế ủng hộ và gây quỹ từ các nhà tài trợ. Nhưng động lực mà các cố vấn khẳng định bà đã xây dựng được không thành hiện thực. Bà không bao giờ chôn vùi được bóng ma của ông Biden, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng thuyết phục cử tri rằng bà là ứng cử viên sáng giá. Điều đó xảy ra đơn giản vì bà Kamala đã từ chối cắt đứt cái sự dính líu của mình với 4 năm qua khi cử tri cho biết đó là điều họ muốn. Tệ hơn nữa, bà còn ngần ngại vạch ra ranh giới giữa bà và ông Biden về điểm yếu lớn nhất của ông Biden, đó là nền kinh tế, cũng như không nêu rõ bất kỳ cách cụ thể nào mà bà sẽ làm khác đi so với ông Biden nếu như bà đắc cử. Ngoài việc là bà nói trong nội các sẽ có một người cộng hòa, một số đồng minh thân cận và thậm chí một số phụ tá đã đặt câu hỏi riêng tại sao bà vẫn tiếp tục là có sự cứ như là dính với ông Biden, đặc biệt là vì chiến dịch của bà không cố gắng tận dụng thành tích của mình. Tuy nhiên, trong chiến dịch của bà có rất ít lý do khiến bà phải chịu trách nhiệm, với các phụ tá chỉ ra cách bà đã tác động đến số lượng phiếu bầu tại các chiến trường theo hướng có lợi cho mình và giữ vững cái tỷ lệ ủng hộ, giữ vững cái khoảng cách với ông Trump, và một cảm giác lan tỏa rằng ông Biden và làn sóng phản đối người đương nhiệm rộng rãi hơn đã đặt bà vào một tình huống khó khăn, thậm chí là không thể nào giành chiến thắng được. Một phụ tá của bà Kamala xin giấu tên để nói chuyện thoải mái đã cầu nhau: chúng tôi đã vận hành một chiến dịch tốt nhất có thể, xét tới việc ông Biden là tổng thống, ông ta là lý do duy nhất khiến Kamala và đảng Dân Chủ thua tối nay. Một phụ tá khác của bà Kamala cho biết rõ ràng ông Biden đáng lẽ phải rút lui một cách nhẹ nhàng và sớm hơn nhiều, cho phép đảng Dân Chủ tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ mà họ tin là bà Kamala sẽ thắng. Nó mạnh đến nỗi một số các lãnh đạo thế hệ tiếp theo của đảng Dân Chủ đã ra hiệu cần phải có một cuộc nghiên cứu đầy đủ về những thất bại của đảng trong việc ngăn chặn làn sóng đỏ tiến lên. Dân biểu của đảng Dân Chủ Brandon Boyle ở Philadelphia cho biết đây không chỉ là một county, đây không phải là một phần của một câu chuyện. Đây không chỉ là ai đó sử dụng điều này để giải thích cho những lý do trước đây, phải không nào? Cái này là khá có hệ thống đó. Đây là một chiến thắng vững chắc của Cộng Hòa và là chiến thắng lớn nhất của đảng Cộng Hòa với một ứng cử viên tổng thống kể từ Reagan năm 84 tại Pennsylvania. Tôi không nghĩ bất kỳ người Dân Chủ nào muốn cải thiện tình hình này nên bỏ qua chuyện này. Ngay cả những lợi thế mà đội của bà Kamala đã khoe khoang từ lâu, đó là nhân sự ở thực địa của họ so với bên phía Tổng thống Trump, cùng với sức mạnh được cho là của đảng Dân Chủ ở khắp vùng ngoại ô đã lụi tàn. Và bên trong chiến dịch, một số quan chức dân cử và các chiến lược gia đã cảnh báo rằng hoạt động thực địa không chỉ chậm mà còn được điều hành rất kém. 3 tuần trước ngày bầu cử ở Pennsylvania, tiểu bang chiến địa lớn nhất,
thì đảng Dân Chủ gốc Do Thái và các đồng minh đã họp kín với đội của bà Kamala ở Pittsburgh. Theo 4 người đã tham dự với cuộc họp và được báo cáo tóm tắt về cuộc gặp, cho biết, họ cho biết hoạt động thay thế không đạt yêu cầu, một lời phàn nàn được lặp lại ở các tiểu bang chiến địa quan trọng khác. Họ cho biết nhóm Pennsylvania thiếu mối quan hệ với các quan chức dân cử chủ chốt, và điều này quan trọng vì nó có nghĩa là các cái sự gọi là cái sự kiểm tra không được sử dụng hiệu quả để giúp thuyết phục cử tri ủng hộ một ứng cử viên mà họ hầu như không biết. Cuộc đấu đá nội bộ và các phỏng đoán đã bắt đầu. Một người dân chủ giấu tên nói rằng cuộc họp này đó là một cuộc họp mang tính chất là thổi phồng. Vào thời điểm đó là mọi người đã bỏ phiếu, lúc đó là người dân đã bỏ phiếu qua đường bưu điện rồi. Một người dân chủ thứ hai cho biết rằng một người dân họ không có số lượng quảng cáo trên mạng xã hội hay trên TV hay phỏng vấn podcast hay bất kỳ điều gì mà có thể làm tác động tới mọi người, vì lúc đó họ đã đi bỏ phiếu rồi và họ không thể nào đổi lá phiếu được nữa. Trên khắp tiểu bang Pennsylvania, ở Philadelphia, những người dân chủ gốc Mễ và gốc da đen đã tổ chức các cuộc họp riêng tương tự với đội của bà Kamala trong những tuần trước ngày bầu cử, khi họ đưa ra nhiều than phiền tương tự. Và những người dân chủ cũng bắt đầu chỉ trích đội dữ liệu của bà Kamala. Một chiến lược gia của đảng Dân Chủ tại Pennsylvania xin được giấu tên, nói rằng đội của bà Kamala đã chỉ dự đoán tỷ lệ cử tri mà thôi. Nhưng mà họ lại cho rằng nó cao hơn các county quan trọng khác như là Chester và Montgomery ở vùng ngoại ô của Philadelphia. Họ không quên rằng việc tổ chức được cho là nơi họ có lợi thế rõ ràng, và đó không phải là bộ phận duy nhất được theo dõi không đạt được kỳ vọng. Trong một cuộc đua rất là xích sao, nơi các hoạt động mỗi ngày của hai ứng cử viên thường làm lu mờ những cái cơ chế hoạt động, Kamala đã chạy đua nhiều tuần ngang bằng hoặc thậm chí tụt hậu so với Tổng thống Trump trên các dịch vụ truyền hình và phát trực tuyến. Thật vậy, ông Trump dường như che giấu được chiến dịch thầm lặng, nhưng cuối cùng là vẫn hiệu quả mà các cố vấn của ông đã tiến hành trong các quảng cáo đánh bại bà Kamala trong nhiều ngày liên tục mà không có phản hồi đầy đủ từ bà. Trong khi cái Super PAC do đảng Dân Chủ điều khiển là Future Forward đã chi tiền nhiều chưa từng có vào các tiểu bang chiến trường trọng tâm, là quảng bá bà Kamala là một người trung lưu, Tổng thống Trump và các đồng minh của ông đã chi hàng chục triệu Mỹ Kim để phát quảng cáo ở những điểm sẽ tạo ra ấn tượng sâu sắc hơn. Chẳng hạn như là những điểm có sự ủng hộ của bà Kamala đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế liên quan tới là phẫu thuật chuyển giới do thuế của người dân tài trợ, rồi cho những người bị giam giữ trong các nhà tù. Thời điểm khác ghi lại sự không tách mình ra khỏi ông Biden của bà Kamala. Không phải là đảng Dân Chủ không đưa ra những cảnh báo về những gì mà họ mô tả là những cái đòn mà Tổng Trump sẽ đánh vào bà Kamala. Một người dân chủ gần gũi với chiến dịch nói là họ lo ngại ông Trump đã quá rõ ràng rồi, nên cần tập trung hơn vào việc xác định các ưu tiên của bà Kamala và đưa ra lời kêu gọi với các cử tri da đen và cử tri gốc Mễ. Bà Kamala lúc đó chỉ có hơn 100 ngày để mà thực hiện chiến dịch của mình. Điều mà những người dân chủ hiểu rõ bà nhất coi là một lợi thế, giúp bà thoát khỏi cuộc bầu cử sơ bộ căng thẳng về mặt ý thức hệ và sự khắc nghiệt của một cuộc tổng tuyển cử kéo dài. Kế hoạch của bà ta tương đối đơn giản. Ngay cả trước khi đảng Dân Chủ đẩy ông Biden ra, bà Kamala đã âm thầm đặt nền móng cho chiến dịch của mình vài tuần trước đó, khi bà tập hợp một số cố vấn hàng đầu và một số đồng minh thân cận để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tranh luận mà họ sẽ tưởng tượng là tranh luận phó tổng thống. Vào thời điểm đó, ông Biden chưa rút lui, và với việc ông Trump vẫn chưa chọn người cấp phó, bà Kamala không có đối thủ nào cụ thể cho cuộc tranh luận. Vì vậy, họ bắt đầu đưa ra những thông điệp lỏng lẻo đóng khung sự lựa chọn như một công tố viên lâu năm phục vụ người dân Mỹ bình thường, so với Tổng thống Trump, một người bị cho là tội phạm bị kết án, đang tự tìm kiếm lợi ích cho mình. Kế hoạch mà họ xây dựng là cố gắng tập trung phần lớn cuộc tranh luận phó tổng thống vào Tổng thống Trump, với sự lựa chọn của ông chỉ là một người thay thế, một người mà bà Kamala sẽ mô tả là trung thành với Tổng thống Trump chứ không phải với đất nước. Đó là cách họ hình dung bà sẽ tranh cử trong vai trò phó cho ông Biden. Biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump, chứ không phải là về người sếp không được lòng dân của bà. Bà Kamala và nhóm của bà phải thực hiện
trong một khoảng thời gian vô cùng gấp rút. Bà phải sắp xếp đội ngũ nhân viên mới của mình ở Wilmington là khu quân Biden và các tiểu bang chiến địa quan trọng và tập hợp với một nhóm nòng cốt. Chuyển dòng tiền quyên góp bắt đầu chảy vào ngân khố chiến dịch. Chọn một người phó chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông Trump, có bài phát biểu, nhận đề cử tại đại hội đảng và sau đó thực hiện kế hoạch tranh luận của bà. Mọi việc phải diễn ra đúng kế hoạch, cốt lõi trong chiến lược của bà, và từ đó các quyết định chiến thuật của bà xuất phát ra là ý tưởng rằng bà đại diện cho một sự lựa chọn an toàn hơn. Sau sự phấn khích ban đầu trong số những người theo đảng Dân Chủ dần dần lắng xuống, bà phải đối mặt một câu hỏi từ giới truyền thông và sự chỉ trích từ Tổng thống Trump và đội của ông rằng về việc bà không trả lời phỏng vấn với các hãng tin lớn. Phải mất hơn một tháng bà mới chịu có cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình và sau đó chỉ tham gia một vài chương trình được chọn lọc và các hãng truyền thông thân thiện. Bà đã chọn không đưa ra lời giải thích chi tiết hoặc đôi khi là không đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào, cho thấy sự khác biệt lớn giữa nhiều lập trường trong chính sách trước đây của bà về mọi thứ. Từ cái việc fracking là vấn đề lớn tại Pennsylvania và các yêu cầu bắt buộc về xe chạy bằng điện, đó là vấn đề lớn ở Michigan, cho đến việc cấp quyền công dân cho những người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ em. Bà đã dẫn đầu cách tiếp cận là nguyên tắc của tôi không thay đổi, mà sẽ đóng vai trò là một cách tiếp cận bao quát thôi. Hầu hết những người xung quanh đều ủng hộ quyết định của bà, coi đó là ít hơn tức là nhiều hơn, là nói ít hơn tức là truyền ra thông điệp nhiều hơn, và cho rằng việc đưa ra những lời giải thích dài dòng sẽ khiến cho bà phải đối mặt với những câu hỏi mới từ giới truyền thông và cung cấp thêm lý do cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Tuy nhiên, bà đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện dù chỉ một chút rằng bà hiểu mọi người vẫn có thể thắc mắc về cách bà có thể đi quá xa trong từng vấn đề. Và những tính toán khác mà bà Kamala đã đưa ra ít nhất là trong nội bộ dường như còn rủi ro hơn. Đáng chú ý là việc từ chối tách khỏi ông Biden, ngay cả sau khi ông Biden công khai cho phép bà làm như vậy. Các phụ tá của bà Kamala trong suốt chiến dịch đã nhấn mạnh rằng đây là ranh giới mà bà không muốn vượt qua, đồng thời cho rằng việc làm như vậy sẽ làm suy yếu một loạt các tuyên bố công khai mà bà đã đưa ra về ông Biden và làm mất đi hồ sơ thành tích của chính bà tại Tòa Bạch Cung. Đó là bài viết của Politico cho rằng tại sao bà Kamala thua. Thì quý vị có thể thấy là bà Kamala, như Trần Mai Cô đã từng nói, không chỉ bà ta mà bất kỳ người dân chủ nào cũng sẽ phải bị kẹt ở một chỗ, đó là họ tính sao khi nói về ông Biden. Bây giờ là ông Biden làm tốt hả? Là tốt dữ chưa? Nếu thật sự ông Biden làm tốt, ông đâu bị giăng. Mà bây giờ nếu nói ông Biden không tốt thì sẽ động chạm tới cử tri của ổng, là của cử tri của dân chủ luôn. Cho nên là nói kiểu gì cũng kẹt hết, thưa quý vị. Cho nên là bà Kamala bà phải đi tranh cử, bà nói nước đôi. Bà nói rằng là lập trường của tôi không thay đổi là sao? Rồi khi mà đi lên chương trình của mấy bà khẩu nghiệp The View thì nó là tôi không nghĩ được điểm nào mà có thể thay thế khác được hơn so với ông Biden cả. Không chỉ bà ta mà bất kỳ người nào tranh cử thay thế cho ông Biden cũng đều gặp vấn đề hết. Và nó đã khiến cho bà Kamala không vận hành được chiến dịch của mình một cách tốt. Tất cả ứng cử viên nào thay thế ông Biden cũng sẽ bị kẹt như vậy thôi, thưa quý vị. Bên cạnh đó là có những cái dở về mặt nhân sự, về mặt chiến lược này kia, tất tần tần. Nhưng cái khó nhất đối với bất kỳ một người dân chủ nào thay thế ông Biden, đó chính là họ không biết phải nói gì về ông Biden. Dạ rồi, xin được cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe phần 1 chương trình của chúng ta. Và bây giờ Trà Mai Cô xin phép bước sang phần 2. Và Trà Mai Cô xin phép được dùng một bức hình này đi ha. Bức hình cô gái bán cà lem miếu mó khóc tiếng máng khi anh chàng đẹp trai tóc vàng, nhà giàu, học giỏi, vợ đẹp con ngoan đó, trở lại và chuẩn bị đối diện với ánh mắt của chị ấy, của em ấy, xin lỗi em ấy. Và cảm ơn quý vị Johnny Kimmy Pinedo đã ủng hộ cho chương trình của Trần Michael. Dạ rồi, báo Việt Nam không dám đưa tin tổng thống đắc cử nếu CNN chưa đưa tin. Cái bọn thổ tả lại định ăn gian nhưng đã không thành công. Nói chung thì ở nước ngoài thì người ta dùng tin CNN là chuyện bình thường. Ở đây Trà Mai Cô cũng vậy à. Trà Mai Cô phải chờ cái đám cánh tả nó phải buông súng, mình mới tuyên bố giành chiến thắng được, không có gì cả. Dạ rồi, tiếp tục là
Vì cảm xúc tràn bờ đê của Nam Cô đâu có cảm xúc gì tràn bờ đê đâu, bả tràn chứ đừng có tràn. Dạ rồi. Tiếp tục là bởi vậy có một người nói là praise the Lord, ca ngợi Thiên Chúa, bà ta nói lộn rally rồi. Dạ bởi vậy Chúa đâu có chứng. Bà này chừng nào về quê cấm cấm câu đây, nhà bà không có hồ quý vị ơi. Dạ rồi. Giang không trót lọt thì phải thua. Hồi 2020 bị ăn cắp phiếu, dân chúng mới biểu tình phản đối. Còn năm nay bỏ phiếu, ai được nhiều dân chọn thì thắng, có chi phải biểu tình. Thì năm 2017 Tổng Trump cũng thắng đó, tụi nó cũng biểu tình, nó đập phá sụp ngoài DC đó quý vị. Tưởng bà bị rớt hàm răng. À vậy là quý vị nhìn vô thấy bà mớm mớm tưởng rớt hàm đúng không? Trời ơi. Dạ rồi, tiếp tục là hy vọng Tổng Trump giữ lời hứa ân xá cho những nạn nhân của ngày 6 tháng Giêng. Ân xá cũng phải qua quy trình thưa quý vị, phải có đơn, lúc đó thì có thể là họ sẽ hướng dẫn cho làm đơn rồi gửi lên Tổng Trump xét từng cái một. Có những người họ làm sai rõ ràng thì họ phải chấp hành bản án. Còn những người mà vô tình hay là không biết, họ vô mà họ bị giống như là bị có những người mà ở dưới thôn quê cả đời luôn, không biết điện quốc hội là gì luôn, thì họ cứ nghĩ là mở cửa banh chành thì tôi đi vô. Thì những người đó họ không biết rõ ràng thì có thể họ sẽ được xem xét. Dạ. Dạ rồi, tiếp tục là hôm qua vui quá không ngủ được luôn. Dạ rồi, mấy cô nhái Pelosi cười không ăn được miệng. Dạ không, bà không nói câu gì, Trần Mai Cô không nhái. Chừng nào người ta nói mà mình nhái, mình lại nói lại thì mới là nhái. Con này Trần Mai Cô chỉ là đưa cảm xúc vô thôi. Giống như cái gì đó. Bên cái gì, một số những cái bản tin á, quý vị, các chương trình đó, họ đưa tin, họ cũng đưa cảm xúc của họ vô đó. Cô chỉ là tường thuật thôi, tường thuật với cảm xúc. Mô tả cảm xúc lúc đó của mọi người. Chứ bà đâu nói nhái gì đâu. Chứ đâu nói nhái gì bà đâu. Dạ rồi, không thể tha tội được. Nói chung là cái gì ra cái đó quý vị. Ông Ron Johnson đề nghị chuyện mà giảm án cho ba báo là thấy hơi kỳ. Cảm ơn quý vị Huyền Browning đã ủng hộ cho chương trình của đằng Michael. Dạ rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đó là chuyện thường tình. Thực sự đó thì thắng ông Trump đâu có làm vua gì đâu. Còn cái băng kia thì làm giặc là đúng rồi đó, quậy thiệt mà. Đâu để yên cho ông đâu. Ông Trump thắng đâu làm vua, đúng không? Dạ rồi, tiếp tục là... Obama hết mộng nhiệm kỳ 4, dạ rồi. Ai sẽ đủ cứng rắn làm tổng trưởng lý điều tra tất cả mọi thứ? Bây giờ Tổng Trump lựa thôi. Dạ. Để coi từ từ có ai có đề nghị, ai có hứng thú làm chuyện này, ai muốn nhắm tới chiếc ghế này, từ từ chưa gì đâu. Dạ rồi, tiếp tục là không nên nghe tụi Rhino ân xá. Ông Ron Johnson thì không phải là Rhino, nhưng mà trong mấy cô thấy hơi lạ là như vậy. Ổng là cái người đi điều tra ba báo và ông Biden nhiệt tình nhất trên thượng viện. Tự nhiên giờ ông kêu chứ thôi giảm án cho nó đi. Cái nào phải ân xá nha. Ổng vẫn phản đối việc ân xá, tức là pardon á. Ông Ron Johnson không ủng hộ việc pardon. Ổng ủng hộ việc commute. Commute tức là gì? Giảm án. Giảm án ha. Dạ rồi, lâu quá không thấy Michael. Dạ, đây là lâu quá quý vị không coi Michael thì đúng hơn. Dạ, chứ ngày nào trong Michael cũng lên chương trình hết. Xin chào quý vị nha, lâu quá không gặp. Dạ rồi, chưa gì mà nói như vậy, quên rằng bản thân là chánh khách Mỹ đế nữa chứ. Dạ rồi, phải tát cạn nằm lầy. Dạ rồi, tôi muốn biết Obama biết ngu chưa, dân nhập cư sáng ai cướp phá, lỗi ấy Obama có dám nhận hay không? Sẵn đây quý vị nói vậy, trong đây cô sẽ cho quý vị coi một video nè. Đây là một cái video, đâu rồi ta? Đây, của Breaking 911 trên chương trình của MSNBC. Thì cái người đàn bà mà ở bên tay phải với màn hình của chúng ta đó chính là bà thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Thống đốc của tiểu bang Massachusetts, quý vị nghe bà nói gì nha quý vị. No, absolutely not, but you know, let me say this. I do think it's important that we all recognize that there's going to be a lot of pressure on states and state officials, and I can assure you we're going to work really hard to deliver. Some realities also need to be, you know, noted, and that is in 2016 we had a very different situation
in the courts. And while I'm sure there may be litigation ahead, you know, there's a lot of other ways that people are going to act and need to act for the sake of their states and their residents. There's regulatory authority and executive powers and the like. There's legislation also within our states. So I think that the key here is that, you know, every tool in the toolbox has got to be used to protect our citizens, to protect our residents, and protect our states, and certainly to hold the line on democracy and the rule of law as a basic principle, right? Cái bà mà bà Haley này đó, thống đốc của tiểu bang Massachusetts, sẵn có vị nói về cái chuyện mà dân nhập cư gì đó. Cái bối cảnh của cái video này là theo chia sẻ của The Post Millennial, bà ta tuyên bố rằng sẽ dùng tất cả những công cụ có thể để đối chọi lại với kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump. Bà ta nói là chúng tôi sẽ đấu đường tòa, chúng tôi sẽ đấu bằng sắc lệnh hành pháp, sẽ đấu bằng luật của lập pháp viện tiểu bang, của cơ quan ban hành các quy định này kia. Và bà ta bảo là gì? Mình phải bảo vệ gì? Công dân của mình, bảo vệ cư dân của mình. Ủa, người vô bất hợp pháp là được gọi là cư dân à? Người vô bất hợp pháp thì được gọi là cư dân à? Mà trong khi đó chính bà ta đuổi những người nhập cư bất hợp pháp ở khu Martha's Vineyard. Quý vị nào nhớ là ông Ron DeSantis, thống đốc của Florida, ông đưa những người nhập cư bất hợp pháp từ Florida lên Martha's Vineyard là khu của ông Obama. Đó là cái thành phố của ông Obama. Nhà ông có cái biệt thự bành kỳ đó, đó đó là khu nhà giàu. Thì ông DeSantis thả mấy người nhập cư bất hợp pháp xuống đó. Thì chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, những người đó bị đuổi đi chỗ khác trong vòng một nốt nhạc. Vậy mà bây giờ bả lại hô rằng là mình sẽ đấu lại ông Trump về chuyện đó. Và đấu kiểu gì? Đấu kiểu gì? Bà bảo vệ, bà nói bà bảo vệ, đòi bảo vệ những người bất hợp pháp. Vậy sao người ta tới cái khu của Obama bà đuổi đi trong vòng một nốt nhạc? Vậy là bảo vệ dữ chưa? Vậy là bảo vệ dữ chưa? Cho nên đối với đảng Dân Chủ, quý vị thấy không? Ông Trump chưa trở lại mà đã lên tiếng như vậy rồi. Ông Trump chưa trở lại mà đã lên tiếng như vậy, trong khi chính mình đuổi người ta thì được. Ông Trump quay trở lại hô, ô mình phải bảo vệ, phải chống lại ông Trump. Cho nên quý vị thấy, cái điều quan trọng của cuộc bầu cử năm nay là gì? Bây giờ không có nói gì nữa hết, mình phải thắng. Quý vị thấy rất là rõ ràng đúng không? Trước khi có kết quả, lại vẫn còn vài người đi vô đây cà khịa đâm chọt này kia. Lúc mà Tổng Trump được tuyên bố thắng ở Georgia thôi, biến mất, không còn dòng nào hết. Không còn một dòng. Cho nên quý vị thấy là gì? Chúng ta chỉ có thắng thôi. Chỉ có thắng thôi. Bây giờ nói kiểu gì thì mình cũng sao? Bây giờ nó có vô nó làm kiểu gì chăng nữa thì mình cũng thắng. Mình cũng thắng. Cho nên là khi mà được hô Tổng Trump mà thắng ở Georgia thôi, là lúc đó là gì? Là một trong sáu tiểu bang chiến địa. Tại vì lúc đó là North Carolina là đã tuyên bố rồi. Mà năm 2020 ai cũng biết chuyện gì sẽ ra ở Georgia rồi. Cho nên là đó, sau khi đó hô một cái là biết là cái này là dông không lên được rồi. Coi như là biến hết, không còn một dông nào hết. Thấy không? Đó. Cho nên là chỉ có thắng và thắng thôi. Không nói nhiều nữa. Khi mình thành công, đất nước tự đoàn kết với nhau. Mình thành công, đất nước tự đoàn kết với nhau. Chỉ vậy thôi. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp tục những cái câu hỏi khác của quý vị nha. Sẵn cái câu chuyện mà dân nhập cư thì Trần Mai Cô mới đưa tới cái phần này cho quý vị. Dạ rồi. Tuổi nó hành ông Trump tại tòa nhiều lần. Vậy ông Biden có thăng can thiệp vào không? Tự nhiên ông này kêu gọi giảm án cho ba báo con của tổng thống mà làm trái luật thì tội càng nặng thêm nếu ba báo là con của dân. Dạ rồi, tôi không thấy có lý do chính đáng nào để giảm án. Nếu giảm án cho hắn sẽ bất công với những người bị tù oan. Sáng nhiên, dạ rồi, cảm ơn quý vị. Chú Ngo phát biểu với thần thái rất là chấn động, biết mình sắp bị đá. Ô, ổng đâu, ổng là không cần ai đá ổng cả. Ông ta đã thông báo sẽ rút lui rồi. Ông ta thông báo từ hồi tháng 3 rồi, chẳng có gì là bị đá cả. Ông Derek Anderson thắng được ông Vinh Minh chưa? Chưa kết quả. Nãy quý vị có coi trên bản đồ, chưa kết quả gì cả.
Dạ rồi, tiếp tục là ông Pompeo đâu thấy không thấy gì em. Dạ hôm bữa ông có rally ở Pennsylvania rồi thôi. Dạ rồi. Năm nay phiếu bầu ít hơn 2020 gần 5 triệu vậy. Tại vì năm 2020 là người ta đi bỏ phiếu qua thơ. Rồi quý vị thấy bỏ phiếu qua thơ đó có đúng không? Có đúng không? Dạ rồi. Tiếp tục là ủa không ai đứng trên pháp luật mà sao kêu giảm nhẹ cho ba báo. Dạ rồi. Tổng Trump có thể trắng án tất cả các vụ truy tố vừa qua hay không? Trắng án hay không do bồi thẩm đoàn, hoặc là do quan tòa bãi bỏ cáo trạng, hoặc là do cơ quan công tố bãi bỏ cáo trạng. Dạ rồi, tiếp tục là tụi nó không lận được ghế tổng thống, nhưng đối với cái tượng nghị sĩ cách biệt nhỏ vài chục ngàn phiếu thì có thể. Cái này bên phía của ông Mike Rogers và ông Eric Hobde đi không làm gì, mình không nói, mình không có gieo tiếng cho người ta quý vị nha. Nếu họ nói có, bắt đầu mình sẽ nghiên cứu coi những cái gì họ nói đúng hay không. Có những thứ quý vị nghi nhưng mà nó không xảy ra, nhiều khi mình nghi nó không đúng như vậy. Tại vì ai là người cần phải bảo vệ cái kết quả bầu cử trước nhất? Đó là ứng cử viên. Người ta không nói, mình không nói. Họ, tại vì họ là người có trách nhiệm trực tiếp với cuộc bầu cử của mình. Họ không nói, mình không nói. Dạ rồi. 2020 có kiểm toán lại được không? Không. Tại vì sao? Những cái thơ, những cái lá phiếu là kỳ bầu cử năm nay hạn chót là tháng 9 của 2 năm sau, hạn chót là tháng 9 của 2 năm sau phải dẹp hết, phải là hủy hết. Thì người ta cho một cái thời hạn đó. Tuy nhiên, ví dụ như bây giờ có thể lụm lại được một số những bằng chứng từ các đơn kiện nhỏ lẻ. Họ yêu cầu tòa là ra lệnh là phải giữ lại bằng chứng này hoặc là có sao lưu bằng chứng kia, thì những bằng chứng đó có thể điều tra được, dùng để điều tra được. Dạ rồi, tiếp tục là bà ta khóc vì sợ bị truy tố ha. Dạ. Ghê quá. Dạ rồi. Ở nước ngoài họ cũng biết tiếng dân tộc Việt Nam mà họ khóc giỏi thật. Dạ rồi. Mấy đám nghệ sĩ nói ông Trump thắng là rời khỏi Mỹ mà giờ chắc im re hoặc có thể biện minh là tôi chỉ nói đùa thôi. Thì cái đó do quý vị giải quyết thôi. Đâu quý vị vô truy hỏi người ta chứ đừng chứ mới là hiệu quả nhất. Dạ rồi, Mark Cuban chắc cũng khóc chứ. Mark Cuban thì mới ra chúc mừng Tổng Trump rồi, còn khóc hay không thì không biết. Nhưng mà Mark Cuban thì như vẫn có một căn hộ trong tòa nhà của Tổng Trump á. Dạ rồi. House và State cần phải bao nhiêu thì mới, Senate cần phải bao nhiêu mới thắng? Dạ, con số 435 trong House là sao không hiểu? Dạ, rất đơn giản luôn, không có gì mà không hiểu cả. Đầu tiên, đó là con số 435 là số ghế dân biểu được chia ra. Hạ viện có 435 ghế. Khoan. Đúng rồi, 435 ghế. Còn thượng viện thì mỗi 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang 2 thượng nghị sĩ, 100 ghế. Ai có 50 ghế, ai đảng nào có 51 ghế thì nắm thế đa số. Còn đảng nào trong trường hợp 50-50 mà phó tổng thống đảng nào thì cái đảng đó trên danh nghĩa cũng chiếm thế đa số. Tại vì nếu mà 50-50 phó tổng thống theo một bên thì sẽ có lá phiếu 51. Quá, rất là đơn giản. Dạ rồi. Larry Hogan nghĩ chống Trump là thắng nhưng giờ thua nặng. Dạ. Và đám Cộng Hòa, đám lãnh đạo của đảng Cộng Hòa trên Thượng Viện lại đổ tiền ủng hộ cho Larry Hogan. Rất khốn nạn. Trong khi tổng thống Đại tá Hùng không cho một cắt. Rồi mấy cô, tại vì hôm qua đó có nói về cái vấn đề ở Virginia và Đại tá Hùng Cao, thì nó nằm giữa nguyên cái chương trình livestream rất là dài. Thì có thể chồng mấy cô sẽ làm một cái video khác để nói cụ thể hơn về tiểu bang Virginia và về Đại tá Hùng Cao và cái đường hướng sắp tới như thế nào theo cái kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết cá nhân của đằng Michael. Dạ rồi. Thắng làm vua mà thua thì đủ thừa.
cũng giống như là 2016 đã thua đổ thừa là do Nga. Mà trước khi 2024 đóng cửa phòng phiếu cũng đổ thừa là do Nga, nhưng mà bây giờ hết đổ nổi rồi. Dạ rồi, nó nhiều bình đụng mà nó nhảy quá trời luôn, không nói. Massachusetts gần biên giới với Mỹ, cái bà dám nói vậy, có cái bà dám nói gì không? Dạ rồi. Đẹp mặt chưa, chịu xuống núi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình của Trần Michael nha. Cảm ơn các quý vị 10 non nè, God Love, cảm ơn quý vị Đan Đinh. Ở trên đây còn quý vị nào nữa không? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Hai quý vị lúc đầu là Trần Michael cũng cảm ơn rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Dạ rồi, vậy thì phải chở thêm vài xe bus đến khu của bả đi. Dạ, ảo tưởng sức mạnh này. Dạ rồi, tôi luôn, trời nó nhảy cái đùng đâu rồi, mất tiêu luôn rồi. Nhiều bình luận mất tiêu luôn rồi, xin lỗi quý vị nha, nó nhảy cái đùng. Ông Ron Johnson nhận tiền hối lộ, không có, của nhà Biden lúc điều tra đến giờ muốn tổng trăm ai, không có thì mình không nói được nha quý vị. Nhiều khi ổng chỉ chức tình báo của Hoa Kỳ đưa ra sau khi mà có tin cho rằng Bắc Kinh có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan bất cứ giờ phút nào từ đây cho tới năm 2027, sau khi mà ông Lai Ching-te nhận chức tổng thống vào tháng 5 vừa qua. Lai Ching-te được xem là người ủng hộ mạnh mẽ cho nền độc lập của Đài Loan và bị Bắc Kinh xem là một kẻ ly khai gây phiền phức và đe dọa sẵn sàng đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, Trung Quốc lại phải lên án một số nhà lập pháp tại Estonia sau khi mà có chuyến viếng thăm Đài Loan và trong nói rằng đây là một cái dấu hiệu sai lạc gửi cho Đài Loan. Ít nhất có 5 thành viên trong phái đoàn đặc trách về ủy ban đối ngoại của Nghị viện Estonia đã có một chuyến tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan và nơi mà họ đã gặp gỡ với lại tổng thống của Đài Loan là Lai Ching-te cùng với các viên chức cấp cao khác của Đài Loan. Và nhóm này ca ngợi cái việc cải thiện mối quan hệ giữa Estonia và Đài Loan trong những năm gần đây, và trong một bản phát minh nói rằng nền dân chủ phải đứng chung với nhau để đối diện với những sự đe dọa của những chế độ độc tài toàn trị. Ngay lập tức thì tòa đại sứ của Cộng sản Trung Quốc tại Estonia đã lên tiếng và nói rằng chuyến viếng thăm này đã vi phạm vào cái chính sách gọi là One China Principle và nói rằng mối quan hệ song phương của Estonia và Trung Quốc có thể sẽ bị tổn thương và phải chấn chỉnh lại cái hành động sai lạc này và phản đối chuyến viếng thăm của các nhà lập pháp của Estonia. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc đưa ra ngay sau khi mà các nhà lập pháp của Estonia đã chính thức có chuyến viếng thăm với đảo quốc Đài Loan và thúc đẩy mối quan hệ giữa đảo quốc Đài Loan và Estonia. Trong đó họ nói rằng đã có những sự cải thiện trong những năm gần đây và có thể sẽ có một văn phòng đại diện chính thức của Đài Loan ở tại Estonia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Tổng thống của Nam Hàn bác bỏ là không có làm gì sai lạc trong một cái tai tiếng mới. Bản tin mới nhất từ Seoul cho biết Tổng thống Yoon Seok-yeol của Nam Hàn đã bác bỏ là ông không có làm bất cứ một cái điều gì sai lạc trong ngày thứ năm sau khi lại có xảy ra một cái tai tiếng mới giữa ông và đệ nhất phu nhân, trong đó đã gây tổn thương cho cái mức gọi là rating của ông và cung cấp cho tất cả những đảng đối lập có thêm đạn dược tấn công vào ông. Và việc gọi là cái tai tiếng chính trị này sau khi mà nó đã được đưa ra sau khi mà ông Trump vừa thắng lại cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và trong đó cam kết sẽ làm việc chung với lại phía của Nam Hàn. Tai tiếng này trung tâm nó xung quanh việc cáo buộc ông và phu nhân của ông là bà đệ nhất phu nhân Kim Kyong-hee đã có ảnh hưởng tới cái đảng bảo thủ và gọi là đảng People Power Party, trong đó gần như là họ tự động chọn tất cả những ứng cử viên vào cái cuộc tranh cử tại nghị viện năm 2022 và gần như là họ đã có một cái quyền lực lớn hơn và quyết định với cá nhân của họ, không phải là chọn theo cái kiểu gọi là bỏ phiếu trong cái quy tắc của đảng gọi là People Party, tức là đảng nhân dân. Đây được xem là một trong những cái tai tiếng mới nhất và trong đó họ cáo buộc rằng ông và vợ của ông đã gây ảnh hưởng rất nhiều trong cái đảng cầm quyền và một số những đảng liên minh của đảng cầm quyền. Đây được xem là một tai tiếng mới nhất về chính trị và ông Yoon Seok-yeol đã bác bỏ tất cả những cái mà ông mô tả là những cái hành động nào mà được xem là sai lạc trong vai trò ông là tổng thống và là thành viên của đảng này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận, hai cái thông báo gửi cho quý vị.
Cái thông báo thứ nhất là công ty Teletron sẽ có một cái chương trình đại nhạc hội trong tháng này, ngày 29, ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 tại chi nhánh của công ty Teletron ở miền Bắc California, tức là San Jose. Quý vị nào ở những khu vực này trong ngày 29, ngày 30 và ngày 1 tháng 12 là 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, quý vị có thể về tham dự cái chương trình đại nhạc hội kỷ niệm cái ngày thành lập cái chi nhánh của Teletron tại San Jose. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại là 408-297-6999, 408-297-6999 để biết thêm chi tiết. Đó là cái thông báo thứ nhất. Và cái thông báo thứ hai, như Phong đã hứa với quý vị là chúng ta sẽ có một buổi tiệc ăn mừng cựu Tổng thống Trump tái đắc cử trở lại, và bây giờ ông là Tổng thống tân cử, tức là elect president. Và Phong có hứa là sẽ có một cái buổi tiệc lớn. Thì hiện nay, quý vị, tiệc mà gọi là chúc mừng cho ông Trump thắng cử đã bắt đầu được tổ chức ở khắp nơi. Thì theo tôi được biết là tại Georgia, Atlanta sẽ có một buổi tiệc này cũng trong tháng này luôn, tháng 11. Và sau đó là ở tại Tampa, ở tại tiểu bang Florida, và anh em MAGA ở tại khu vực Tây Bắc là ở Portland, ở Seattle và ở Tacoma v.v. cũng đang rục rịch tổ chức một cái buổi chúc mừng chiến thắng cho ông Trump. Thì quý vị, riêng cá nhân Phong và một số anh em bạn hữu sẽ tổ chức ở tại quận Cam, California. Và cái ngày Phong tổ chức là cái ngày 27 tây tháng 11. Thì quý vị, 27 tây tháng 11 tức là ngày nó rớt vào ngày thường, ngày thứ tư, một ngày trước khi cái lễ Thanksgiving. Lễ Thanksgiving năm nay là ngày 28 tây tháng 11, tức là cái ngày thứ năm cuối cùng tháng 11. Thì lễ Thanksgiving là ngày thứ năm, thì Phong sẽ tổ chức trước đó một ngày, tức là ngày thứ tư, tức là ngày 27 tây tháng 11, ở tại quận Cam, tại nhà hàng Paracel, Seafood Restaurant Paracel, tức là nhà hàng Hoàng Sa. Và quý vị, đại tiệc chúc mừng cho ông Trump chiến thắng này sẽ diễn ra tại quận Cam, và cái sức chứa nhà hàng chỉ có 500 ghế mà thôi, tại vì cái capacity của nhà hàng chỉ chứa được nhiêu đó. Do đó thì quý vị nào muốn tham dự, xin vui lòng, ở trên màn hình của quý vị đang có cái số điện thoại để quý vị ghi danh. Thứ nhất là quý vị phải ghi danh trưa sớm cho chúng tôi biết là cái quý vị đi bao nhiêu người, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cho chúng tôi biết cái địa chỉ email và cái số điện thoại để chúng tôi confirm lại, chúng tôi xác nhận lại. Tại vì cái nhà hàng thì có 500 chỗ thôi, mà cái lượng MAGA ở quận Cam rất là đông. Thì chúng tôi mong rằng là quý vị ghi danh trước để tránh tình trạng mà hôm đó lộn xộn. Thì trên cái màn hình quý vị là số điện thoại của cái người mà quý vị ghi danh. Thì khi quý vị thấy số điện thoại, quý vị vui lòng bấm thép giùm tôi. Tại vì gọi nhiều quá, và có nhiều người ở những tiểu bang xa, họ không có biết giờ California, họ gọi bất cứ giờ phút nào luôn. Nhiều khi 1-2 giờ sáng gọi thì tội nghiệp cho cái người giúp tôi. Do đó thì quý vị vui lòng bấm thép là quý vị tên quý vị và địa chỉ email, số điện thoại, cũng như quý vị tham dự bao nhiêu người. Thì quý vị, thì cái người phụ trách về vấn đề này sẽ gửi lại tất cả những cái chi tiết cho quý vị, trong đó gồm có thời gian, địa điểm.